Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ, hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối Chủ Nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024. Chúng ta quy tụ về Tổ Đình Thiện Tường thuộc thành phố Burbank, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, trong 2 ngày tu học. Hôm nay là ngày cuối và buổi sinh hoạt này cũng là buổi cuối của khóa tu này. Giờ này là chúng ta có giờ sinh hoạt Phật Pháp Vấn Đáp. Đại chúng tối nay có khỏe không? Quý vị có mệt không? Thiệt không? Có mệt cũng ráng chịu. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nghĩ có thể là trong thời gian mình tu tập, cái thân mình nó có mệt, nhưng mà cái tâm mình nó không có mệt. Và khi cái tâm mình nó không có mệt á, thì nó có sẽ giúp mình vượt qua được hết tất cả những cái trở ngại đó. Đây là Pháp Hòa nói cái kinh nghiệm của bản thân thôi. Đôi khi Pháp Hòa cũng rất là mệt, nhưng mà nghĩ đến những công việc Phật sự và những niềm vui mà mình được làm, và nhất là khi bước ra thấy đạo tràng Phật tử tu tập tinh tấn, thì tự nhiên mình có một năng lượng khác liền. Và đó là điều mà Pháp Hòa đã trải nghiệm. Và có những lúc mà sắp sửa lên là mình rất là mệt và mình cảm thấy là mình không còn đủ sức, nhưng mà khi lên chừng 5-7 phút sau thôi là Pháp Hòa đủ năng lượng lúc nào mình không hay, và có thể sinh hoạt cả 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, không có gì trở ngại. Giống như là hồi tối hôm qua, là trước khi lên đây là cái đầu nó nhức. Nó nhức và nó nhức cả cái phía sau cái óc này lên tới trên đầu. Mà dán salon bát, rồi tối về cũng thay salon bát, rồi quấn khăn. Nhưng mà lúc mà lên trên này á, là suốt buổi đó Pháp Hòa không có sao hết á. Phải không? Rồi hồi sáng này cũng vậy. Lúc mà lên là rất là đừ, lúc mà ngồi với Hòa Thượng là nó, cái đầu mình nó cứ quay vậy đó. Nhưng mà sau khi mọi việc xong thì mình thấy được cái năng lượng Phật tử tinh tấn tu tập. Và những Phật tử ở xa về, lái xe đường xa về, tự nhiên mình thấy mình chỉ là một phần đóng góp. Mà Phật tử có cái tâm mà ham cầu Phật Pháp như vậy đó, tự nhiên mình vượt qua hết tất cả. Cho nên cái tâm lực đó, nó thắng cái sức lực. Cái sức lực mình là một phần, nhưng mà cái tâm lực mình nó mạnh thì mình đã vượt được tất cả mọi cái khó khăn đó. Mà Pháp Hòa nghĩ những vị mà làm việc đạo, nhất là những vị có tuổi như Hòa Thượng đây đó, nhiều lúc công việc cũng sẽ rất nhiều, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ Ngài nghĩ đến Phật sự, Ngài nghĩ đến cái chung, khi thấy cái năng lượng Phật tử tu tập. Cho quý vị mà càng về đây tu tập cuối tuần càng đông thì sẽ làm cho cái tinh thần Hòa Thượng càng cao hơn nữa, vì đúng cái tâm nguyện của Ngài. Đúng cái tâm nguyện của Ngài cho nên là làm cho cái tinh thần phụng sự Phật Pháp, tổ chức khóa tu là sẽ nhiều hơn, và Ngài sẽ tổ chức được nhiều khóa tu hơn để cho đại chúng tu tập. Thì theo và biết là Ngài có cái ý là muốn tổ chức hàng tháng những cái kỳ tu quán quan trai, cho nên nhất là những Phật tử địa phương ở đây, quý vị sắp xếp để về tham dự những cái ngày tu đó, được có cái cơ duyên tu học với chư vị tôn đức thông tuệ là một điều rất là hiếm. Mà như hồi sáng mình nhắc nhở với nhau vậy đó, Đức Phật dạy được thân người là khó, được nghe chánh pháp là khó, tại trên đời này ai cũng nghe. Nhưng mà người ta thích nghe những cái gì mà nó vui vẻ, nó thoải mái, chứ còn những cái lời chân thật ít có ai chịu nghe. Giống như hồi trong cái sám hối sáu căn vậy đó, những cái lời mà chân thật của thầy dạy bảo đồ mình không có muốn nghe. Mà thấy cái năng lượng đại chúng tu tập vậy đó, tự nhiên tất cả mọi cái khó khăn của các thầy, các sư cô, quý vị thấy không, trong bếp một vài vị thôi, nhưng mà phụng sự cho mình suốt 2 ngày qua, mỗi ngày mỗi bữa ăn và đầy đủ hết, không có thiếu thốn gì cả. Cho nên nhìn thấy như vậy thì mình biết là mỗi người
sẽ tự build up cho mình một cái năng lực tu tập, một cái năng lực phụng sự. Từ đó mình mới thấy phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Nhiều khi mình đã cúng dường chư Phật không phải là những cái trái cây, những cái bình hoa, mà cúng dường cho Phật bằng cái sự tu tập của mình. Cái này là cái cúng dường thiết thực nhất, vì đây là pháp cúng dường, đây là cái hạnh cúng dường. Mình đem vật chất mình lên cúng, nó là một biểu tượng thôi. Nhưng mà nếu mỗi ngày á, mình làm việc gì, mình nói việc gì, có chánh niệm, có tư duy, có ái ngữ, có lắng nghe, có từ bi, có trí tuệ, mình làm cho người xung quanh mình được bình an hạnh phúc, mà chính bản thân mình cũng bình an hạnh phúc, thì đó là những cái hoa quả, những cái kết quả mà mình dâng lên cúng dường cho Tam Bảo. Cái đây là hạnh cúng dường, pháp cúng dường. Mình đi, mình nói được cái điều hay cho người khác nghe, hay là mình thực tập được cái điều lành, điều thiện trong cuộc sống, đó là cái hạnh cúng dường. Và mình cúng dường cho Phật pháp như vậy đó, nó thiết thực còn hơn nữa. Tại vì sao? Vì đó mới thật sự chuyển hóa con người. Có những con người xung quanh mình họ không dễ thương, nhưng mà mỗi ngày mình vẫn cúng cho họ bằng những cái hạnh đức của mình, những cái hạnh tu của mình, thì từ từ họ sẽ chuyển hóa theo. Cho nên cúng dường được như vậy thì mình sẽ mang lại cái lợi ích, và mình là tiếp tay để mà truyền bá Phật pháp. Chiều hôm nay theo giờ sinh hoạt, Pháp Hòa được Hòa Thượng cho phép để chia sẻ với quý vị về những câu hỏi mà quý vị đã viết ra đây. Thì mình sẽ đọc câu hỏi lên, mình trả lời được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Còn những câu nào mà còn dư lại thì Pháp Hòa sẽ trả lời vào cuối tuần này, khi Pháp Hòa có khóa tu ở Dallas. Tại vì xong cái khóa tu này rồi, Pháp Hòa sẽ tiếp tục đi có 2 ngày khóa tu ở Dallas. Dạ. Dạ thưa Thầy, cho con hỏi, chồng con đạo Chúa, nhưng con thì đạo Phật. Vào những ngày lễ thì con đi cùng chồng con đến nhà thờ. Nếu như vậy thì con có sai không Thầy? Có làm ảnh hưởng người con Phật không? Có không? Không. Không có ảnh hưởng gì hết. Mà nếu nói cho đúng ra, mình vợ chồng mà mình cùng hiểu nhau, cùng thông cảm nhau, và cùng phát nguyện hướng dẫn nhau tu tập và nghe pháp như vậy, đây là một điều rất tốt. Trong chùa cũng có những bài pháp rất hay, ở nhà thờ cũng có những bài giáo lý rất hay. Cho nên mình không có trở ngại trong vấn đề chia sẻ với nhau. Đi tới chùa, đi tới nhà thờ nghe pháp được như vậy là một cái điều tốt, không có gì trở ngại cả. Thí dụ mình nghe xong, mình biết phối hợp đó, làm sao để cho hài hòa vợ chồng trong cuộc sống. Quý vị nghe giáo pháp để làm gì? Mình nghe đâu phải để mình khoe khoang, để mình khoe với người ta là mình có được rất nhiều vốn liếng của Phật pháp đâu. Mình nghe để mình tiêu hóa những cái điều mình nghe, nghĩa là mình ứng dụng. Cho nên nếu mình nghe bên chùa, mình nghe bên nhà thờ mà mình có thể ứng dụng được trong cuộc sống mình, thì cái đó mình lời với sao đâu. Mình tiếp nhận nhiều cái nguồn năng lượng, nhiều cái sự hướng dẫn để chuyển hóa cuộc sống của mình. Mục đích của những bài giảng là để cho chúng ta nhận được, nghe bằng tuệ, tư duy bằng tuệ và tu tập bằng tuệ. Quý vị nghe ở đâu cũng vậy, nghe trong chùa, nghe trong nhà thờ, tất cả cái nghe của mình phải nghe bằng trí tuệ. Nghe bằng trí tuệ thì mình biết thu nhận cái gì nó thích hợp cho mình. Và thậm chí mình cũng không có chấp trước, lỡ các vị có nói những cái câu gì mà nó không có phù hợp mà với cái nghĩ của mình, mình cũng bỏ qua được. Tại vì lúc đó mình sẽ có một pháp, nó đi ra là gì? Y ngữ, y nghĩa bất y ngữ. Tức là lúc đó mình sẽ y vào cái nghĩa lý để mình tiếp nhận lời giảng. Đừng có chấp trước vào cái văn tự người ta nói, để mình không có khổ đau. Cho nên mình nghe ở đâu cũng vậy, mà phải nghe bằng tuệ, gọi là văn tuệ. Nghe xong rồi mình tư duy những cái điều mình nghe, gọi là tư tuệ.
Rồi sau đó mình đem gì, mình ứng dụng là tu tuệ. Đây quý vị đi chùa, quý vị nghe pháp mà không nghe bằng văn tư tu cũng không có lợi ích. Hoặc là nếu có đi nữa thì lợi ích không có sâu. Mình nghe mình phải tư duy, và có những cái điều các ngài dạy và có thể phù hợp với mình. Và về đó mình có thể mình biến hóa một chút xíu để làm sao ứng hợp được với cái hoàn cảnh của mình để mình tu tập. Tu mà không có bị gò bó, không có bị phiền não, không có gây khó cho người, không có làm khó người khác, cái đó là nghe tuệ. Pháp Hòa ví dụ như á, cái điều này Pháp Hòa cũng hay nhắc là, thí dụ bây giờ mình nghe Phật pháp, mình biết có những người người ta không có thích nghe, thì mình đừng có, mình phải hiểu lúc nào mình nên mở, lúc nào mình không nên. Và thậm chí có những lúc người ta đang ồn náo, chơi giỡn đồ, mình cũng đừng có mở lên. Tại vì làm như vậy người ta sẽ khó chịu, phải không? Mà tự nhiên cái giá trị mình mở lên nó cũng không có. Tại mình có cái tâm tốt, mình muốn cho người ta nghe pháp, nhưng mà lúc đó người ta đâu có nghe, mà người ta cảm thấy là một sự ồn ào, một cái sự phản ảnh. Cho nên cái đó nó không phải là cái cách để chúng ta phải làm. Cho nên dù bất cứ quý vị nghe giáo pháp ở đâu, cái quan trọng là nghe bằng văn tư tu thì mới không ảnh hưởng đến đời sống của mình. Nếu một Phật tử mà nghe pháp mà cũng không nghe bằng văn tư tu thì ngay trong chùa nghe pháp cũng bị ảnh hưởng như thường. Tại vì mình không biết tư duy, không biết ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình. Kính bạch thầy, tụng kinh niệm Phật mà tâm tán loạn có được lợi ích gì không? Được chứ. Tuy cái tâm mình nó tán loạn, nhưng mà mình vẫn có lợi ích là cái thân mình nó chịu ngồi đó nó tu, và cái miệng mình chịu ngồi đó đọc kinh, mặc dù cái tâm nó còn chạy. Tuy rằng ba nghiệp thân, miệng, ý, ý là tâm, nhưng mà cái tâm mình nó còn chạy nhảy, nhưng mà ít nhất hai cái căn kia nó tu là thân với khẩu, phải không? Còn hơn mình nói thôi thôi tu tụng kinh tâm tu loạn quá, để khỏi tụng, để làm chi, để ba đứa nó hợp tác nó quậy luôn. Bây giờ tuy mình thân mình tụng kinh tâm mình loạn, nhưng mà thân mình vẫn ngồi tụng và miệng mình vẫn ngồi tụng. Nhưng mà thưa đại chúng, vì tâm càng loạn cho nên mình càng cần tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, vì đây là phương pháp để tĩnh tâm. Nếu mình tâm mình tĩnh rồi thì cần gì tu nữa. Cũng giống như là mình mỗi ngày mình rửa tâm mình, rửa cái đời sống mình qua một thời kinh. Bây giờ nếu mà tâm mình đã sạch, thí dụ như cái nhà mình nó sạch thì đâu cần lau. Sở dĩ mình lau là gì? Nó dơ. Thì cũng như thế, tâm mình còn loạn cho nên mình mới còn tụng kinh. Cho nên nếu mà phát hiện ra tâm mình loạn là bắt đầu mình có định rồi đó. Mình bắt đầu có định mới biết tâm mình loạn, chứ trước kia nó loạn mình chưa hề hay biết nó loạn, phải không? Ví dụ như hồi sáng Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng thở, Pháp Hòa nói xưa nay mình vẫn thở và chưa bao giờ mình ngưng thở. Nhưng ít khi nào mình phát hiện ra là mình đang thở. Mình phát hiện ra cái người kia đang xấu, cái người kia đang thấy ghét. Mình phát hiện cái gì không à? Mà cái quan trọng nhất ở nơi mình đó là hơi thở mà mình không biết. Vậy thì khi mình ngồi thiền là mình trở về với hơi thở để mình nhận thức hơi thở chánh niệm của mình. Thì cũng như thế, khi mình nhận ra được tâm mình loạn, nghĩa là bắt đầu mình đã có định. Cho nên mình mới thấy được sự loạn của mình. Và khi thấy cái tâm mình loạn thì đừng có give up, đừng có nản lòng, mà phải thấy rằng chính nó loạn, cho nên bây giờ mình ngồi mình tu để huân tập cho nó càng định. Cho nên thí dụ quý vị ngồi thiền, tâm quý vị lo ra, nghĩ tùm lum tà la hết, đừng có sợ. Đừng có sợ tội, đừng có thấy ái ngại gì trước Phật hết. Không, chính nó như vậy mình mới đáng tu đó. Như vậy thì mình thấy rằng mình, cái chuyện ngồi thiền của mình đang rất cần
là vì tâm mình đang rất loạn. Và khi mà mình loạn tâm nhưng mà thân mình vẫn ngồi đó, miệng mình vẫn đọc kinh là mình thấy mình ok rồi. Thấy không? Cho nên ba nghiệp của mình, thân, miệng, ý bình thường nó nhảy nhót suốt ngày. Bây giờ hai căn tu, một cái kia nó chưa tu. Mà thường thường tu tâm khó, tu thân khó. Tu tâm mới khó, tại vì tại sao? Tại vì nó không có hình tướng. Chính nó không có hình tướng cho nên nó đi rất là xa. Còn cái này nó có hình tướng cho nên đi hồi nó mỏi, đi không nổi. Thí dụ bây giờ mà biểu mình đi chừng 5 block đường là mình đi là mình mệt rồi. Nhưng mà ngồi đây mà chỉ cần hỏi hỏi Việt Nam chị ở đâu, phóng liền về quận 10 nhảy liền về quận 4 và diễn tả hết thành phố chỗ mình ở. Có phải tâm mình đi không? Tâm mình đi một mình, đi rất xa. Vì cái tâm mình nó đi xa lắm. Vì vậy cho nên mình tu là mình lôi cái tâm nó trở về. Thành thử bây giờ quý vị nào mà đang tụng kinh ha, mà nghĩ sang cái quý vị suy nghĩ vậy nè. Ủa, mình đang tụng kinh thì giật mình lại đó, bỏ hết, buông hết những cái suy nghĩ đó, trở về với lời kinh. Đang ngồi niệm Phật rồi suy nghĩ ra ngoài, nhớ trực lại, kéo nó trở lại. Cứ như vậy thôi. Tại vì mình là một chú một đồng chăn trâu. Cái tâm mình là một con trâu. Cái tâm mình là con trâu, nó thích đi hoang lắm. Cho nên mình phải làm sao kéo con trâu đó trở về. Và mình chính là một chú một đồng. Chưa được quyền ngồi thổi sáo, chưa được quyền ngồi chơi, nếu con trâu mình vẫn còn thích đi ăn lúa mạ của người khác. We have a translation upstairs. Somebody translate English. So if you wish to receive the translation, please go upstairs. Rồi quý vị hiểu được chỗ này không? Đừng có lo ha, tâm càng loạn phải càng tu. Nhưng mà dù nó có loạn mà thân ngồi tu, miệng ngồi tu là mình mừng rồi. Dạ thưa thầy, tiệm nail mùa này hơi vắng. Ủa chuyện gì ở đây? Thầy có câu thần chú nào giúp tụi con vượt qua mùa đông này không? Tôi đã lầm. Chịu ngồi lên đây để giờ đây gặp câu hỏi thế này. Bây giờ tiệm nail đang ế. Thầy có câu thần chú nào giúp tụi con vượt qua mùa đông này không? Dễ thôi, chờ mùa thuế. Bây giờ hát bài Trái tim mùa đông. Trước khi đặt câu hỏi, con xin tặng thầy bài thơ Con Cóc. Hôm nay con đủ duyên lành, gặp thầy gặp Phật ở Bớt Bên. Những lời thầy dạy con cố nhớ, nhắc nhở cho con giữ nhân này. Thầy ơi, đôi lúc có vài người làm con bực mình hoặc không vừa ý, con chỉ biết ôm cục tức trong người và nó làm con tuột mút cả ngày. Đôi lúc con muốn nói lại sắc xéo với họ. Con từng hỏi anh con, em có nên nói lại không? Nhỡ phải nói lại cả kẻo không, họ trèo lên đầu, lên cổ mình ngồi. Anh con trả lời là vào soi gương xem thử ai ngồi trên đầu mình không. Anh này cũng thuộc hàng thầy. Kệ họ đi, bỏ đi mà sống. Con chỉ tâm sự anh con vậy thôi, chứ con mà có dũng khí để nói lại thì con nói lâu rồi. Con chỉ toàn im lặng vậy đó, nhưng đôi lúc con thấy hiền thiệt thà,
quá thì thiệt thòi. Theo thầy thì nghĩ như thế nào, mà thầy có thể cho con lời khuyên gì không? Mình nhìn người ta mà người ta cũng chưa leo lên đầu lên cổ mình, tự mình cho người ta leo lên thôi. Thật sự ra trong cuộc sống đó, không phải mình chỉ nhường, đây là không phải là sự nhục nhã, đây không phải là sự lỗ lã, mà chúng ta chứng minh được chúng ta là một người có sức mạnh chịu đựng. Quý vị thấy cây trúc, nó có thể xanh giữa mùa hè nhưng nó vẫn xanh mát ở mùa đông. Lưng thân cây nó vẫn thẳng, rỗng rang, lá nó vẫn thẳng xanh, và nó vẫn nói lên được sự khiêm cung của cây trúc là nó cúi đầu. Và bên cạnh đó, thân thì thẳng cứng nhưng lá nó vẫn mềm mại uyển chuyển tùy duyên mà nó sống. Ngày xưa thiền sư Hoàng Bá cũng có câu: nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Chính mình như vậy mình mới tỏa được cái hương của mai, của hoa. Còn nếu mình nói lại thì mình với họ là đồng một giống nhau. Tức là người kia người ta cũng sắc xéo, rồi mình cũng sắc xéo lại thì mình huê, phải không? Cho nên không phải là mình giả bộ, nhưng mà thường thường á, cái người sống được như vậy mới gọi là bậc hiền, bậc thánh. Còn mình là Phật tử, tuy mình không phải tu cao siêu gì, nhưng mà giây phút đó chúng ta nhận được, chúng ta mới thấy giá trị được của chữ nhẫn. Chúng ta sẽ thấy giá trị của chữ tu, chúng ta sẽ thấy giá trị của chất Phật gọi là Phật tử. Tại sao mình quy y? Là vì mình trở thành một Phật tử. Mà Phật tử thì phải khác với tục tử phàm phu. Cho nên lúc đó, mình phải nói với mình là một Phật tử mà biết nhẫn nhịn được những cái điều đó. Mà quý vị xưa giờ quý vị thấy không? Ăn nhầm thuốc độc mới chết, người ta giết người mới chết, chứ nghe một lời độc không sao. Mà người xưa ngày Huyền Giác còn nói: tiêu dung bất nhập, đốn nhập bất tư nghì, đó là mình uống những cái lời nói khó nghe đó. Thì giống như mình uống một cái chén cam lộ vậy đó, nó tiêu hóa một cách rất không thể nghĩ bàn. Quý vị nào mà có lại Ngũ Bách Danh Quan Âm đó, trong đó có một câu: sử độc dược biến thành cam lộ tương, Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong 500 danh hiệu có một danh hiệu. Nghĩa là khi mình lại Đức Quan Âm, mình niệm danh hiệu Đức Quan Âm, mình trở về được với lòng từ bi của Đức Quan Âm, biết lắng nghe của Đức Quan Âm, thì mình sẽ có được một cái năng lực uống độc dược, nhưng mà cái độc đó nó biến thành ra cái vị của cam lồ ngọt mát. Cho nên xưa giờ người ta tán dương là người ta tán dương những bậc hiền triết có nhẫn nại, có vượt khó, chứ đâu có ai mà tán dương người đó chửi lộn hay nói tay đôi giỏi đâu, phải không? Cho nên mình quy y, mình làm Phật tử để mình có được cái chất Phật. Mà có chất Phật rồi thì mình sống bằng cái chất Phật. Không phải là mình không biết nói người ta, nhưng mà trong khi mà người ta sống bằng cái tâm niệm như vậy, người ta mới nói lên những cái lời khó nghe như vậy. Mà tâm niệm mình như vậy mình mới nói lại, vì cái vị Phật tử này không có như vậy, cho nên cũng không nỡ nói ra những cái lời đó. Nhiều khi tức quá thì nói kệ mình nói đại đi, chứ không thôi người ta nghĩ mình ngu, mình dại, mình khờ, ta leo lên đầu lên cổ mình. Mà mấy chục năm rồi mình vẫn đi đứng bình thường, chứ có ai leo gì đâu. Tự mình bưng người ta lên mình một cái lời nói thoáng qua, không có gì quan tâm hết. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Gió đưa cành trúc la đà,
gió nó đi qua không trúc phải không? Gió qua rồi thì trúc giữ gió làm gì? Cũng giống như lời nói nó thoáng vào lỗ tai rồi giữ chi? Gió qua, gió lay cành cành trúc lá đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi? Cũng giống như trên hồ, mặt hồ nè, bóng con nhạn nó bay qua. Con nhạn nó bay qua thì cái gì nó xin với bóng hồ? Bóng con nhạn. Nhưng mà khi con nhạn nó qua khỏi mặt hồ rồi thì hồ có lưu lại cái bóng nó không? Không. Phải không? Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Lời nói người ta thoáng qua rồi, tự nhiên mình là một mặt nước bình lặng của tâm. Nghe câu đó thoáng cho nó qua, rồi để cho nó qua, không có gì phải phiền hà hết. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này, nếu ai nói một câu gì mình cũng giận, mình cũng tức, mình cũng để lòng, chắc có lẽ mình không có vui được giây phút nào đâu. Tại vì không có ngõ ngách nào mà không đụng. Mình đi vô trong chùa là cái chỗ mà mình cho là cái chỗ gọi là thánh thiện nhất, bộ chỗ đó toàn là tiên thánh không. Cũng có những người, người ta có nhiều khi người ta làm mệt quá, chứ không phải người ta xấu, nhưng mà tại bữa đó người ta quá mệt, mà mình cứ đi theo làm sao người ta, mình lải nhải, mình hỏi này mình nói kia, người ta phải xây qua, người ta quạt mình đó. Thành ra mình nói trời ơi, chị đó chỉ tu mà chị thế này thế kia. Đôi lúc mình cũng phải thông cảm. Cho nên thôi, mình đã nhịn được rồi thì đừng có bận tâm cho những lời nói đó là gió thoảng mây bay. Và thường á, chúng ta khổ toàn là khổ những cái chuyện lặt vặt như vậy. Làm sao mà giống như là con nhạn nó bay qua mặt hồ, thoáng qua rồi thôi, không có để lại, hồ nó không có lưu lại cái bóng con nhạn. Chúng ta cũng như vậy. Pháp Hòa nói cuộc sống này mà nếu mà người nào làm chút gì mình cũng giận, có lẽ không ai mình không giận hết. Thậm chí người tu với nhau, người xuất gia, người tu với nhau, sống chung, sinh hoạt chung, làm gì không có những cái va chạm. Nhưng mà chúng ta phải lấy cái tu nó vượt hơn, nó vượt hơn những cái tầm thường đó. Tại là nếu mà mình cứ vậy thì mình quá ư là bình thường. Nếu không muốn nói là mình tầm thường đó. Còn nếu mà mình có được cái đại lượng của trượng phu thì không có để lòng những cái đó. Vì vậy cho nên những bậc trượng phu là không phải để chỉ cho những người vai rộng, tướng cao, mà để cho tâm lượng người đó rộng. Con hỏi dùm cho một cô, mỗi sáng tụng kinh đều nghe tiếng mõ vang lên như từ trên cao xuống, mặc dù cô chỉ tụng không thỉnh mõ. Giờ muốn hỏi sao? Mình muốn kiểu như tưởng tượng hay là muốn linh thiêng? Nên linh thiêng là chư thiên thỉnh mõ đó. Thật ra nếu mình có nghe được cái tiếng đó cũng đừng có vướng bận, cho như là một cái sự một cái điềm lành khi mình tụng kinh nghe được tiếng chuông, tiếng mõ. Nhưng mà chúng ta không dính vào đó, cho là chúng ta có sự tu tập giỏi. Còn nếu mà mình đã ồ cái đó coi chừng nguy hiểm, người âm gì đó hay đó, thì tự nhiên mình hù dọa mình, phải không? Mình cho đó là một cái điềm lành để mình khuyến tấn mình tu tập, nhưng không có dính mắc. Quý vị có thắp nhang, cây nhang nó có công, cũng đừng nghĩ là cây nhang nó Phật chứng. Nếu mình muốn khuyến tấn mình à thôi, như là sự có một cái điềm cát tường, điềm lành rồi thôi, không có khoe khoang gì nữa hết, không có dính mắc gì. Trời, sao ngày mai mình không thấy nó công nữa. Đó là mình hướng, hay là mình có những cái điềm gì đặc biệt trong cuộc sống, cho đó là một cái điềm lành khuyến tấn mình. Cái đó người ta gọi là thoại tướng. Thoại tướng tức là những cái tướng mà nó lành thiện, nó sắp tấn mình trên con đường tu tập, nhưng mà đừng có dướng mắt nó. Ví dụ mình ngồi mình ngủ chiêm bao mình thấy Phật, hay là mình có ngồi niệm Phật mình có thấy Phật thôi, tất cả những cái tướng đó nó cũng đều là huyễn tướng thôi, không? Tạm có và như là một sự sắp tấn, chứ đừng cho nó là cứu cánh rồi bám vào đó và cho nó là một cái sự linh thiêng.
thì nó không phải tinh thần tu tập của đạo Phật. Tại sao tâm con cứ suy nghĩ việc này chưa xong lại sang việc khác? Tâm con như bị rối không thể yên được. Giống như con đang tụng kinh thì đầu con nghĩ lung tung không tập trung được. Con nghĩ câu hỏi này có nhiều người mắc phải. Dạ mong thầy hoan hỷ chỉ cách giúp. Đại ý như cái câu hồi nãy thôi. Mình tất cả tu tập á, là một hình thức đưa tâm trở về cho sự thanh tịnh. Cho quý vị mà có nghe có bị loạn tâm, đó là chuyện bình thường. Bây giờ không lẽ quý thầy đi nói cho quý vị nghe mỗi ngày, hồi nãy tôi tụng kinh tâm tôi bị loạn. Chứ thật ra đó là chuyện rất bình thường. Thỉnh thoảng mình đang ngồi tụng kinh có một cái tập niệm khác nó xen vào. Cho nên mình phải tập, mình phải huân tập mỗi ngày là vậy đó. Nếu trong lúc cuộc sống, mỗi lúc mỗi nơi mà con thường để ý và rõ biết khi có những ý niệm thiện và bất thiện sinh khởi trong tâm con và con biết dừng lại, thì cái đó có phải gọi là thiền không thầy? Dạ đúng. Thiền là gì? Thiền á, nếu nói cho đủ là thiền là tu về cái tư duy của mình, cái suy nghĩ của mình. Cho nên khi nào mình nghĩ thiện, nghĩ bất thiện đều biết. Khi nào tâm mình có ganh tị mình biết. Khi nào tâm mình khởi tham mình biết. Khi nào tâm mình khởi sân mình biết. Khi mình biết được những cái tâm hành mà nó đang sinh khởi trong tâm mình á, là mình có được cái năng lực của thiền. Như vậy thiền không phải chỉ ngồi ở dưới tọa cụ bồ đoàn, mà thiền là cái này. Thiền là cái đầu mình, cái tư duy của mình, nó biết cách sống. Nó biết cách sống. Thậm chí cái việc gì nó đến mà quý vị có thể ứng xử được một cách nhẹ nhàng, giải quyết một cách linh động mà không làm phiền hà đến ai hết, đó là thiền. Cho nên thiền á, là làm sao có được cái tư duy của mình nó chính xác, rõ ràng trong mỗi giây mỗi phút. Ăn cơm biết mình đang ăn cơm. Cho nên ăn cơm không có xài điện thoại. Ăn cơm không có bấm phone. Ăn cơm không có coi text. Không có nhắn tin. Không có chụp hình cúng Facebook trước. Có nhiều khi trước khi ăn chụp cái bỏ lên Facebook, mời cả nhà ăn cơm. Bữa nay bà xã nấu món này nè. Rồi cái sau đây nay mấy phút sau cái lại rà vô coi có ai nhắn gì không. Cái bên kia nói cho em ăn với. Đó là mình sống ảo. Người trước mặt mình. Quý vị có nhớ cái bài mà bên trái tôi đây này là người tôi thương tôi yêu, bên phải tôi đây là người tôi thương tôi yêu, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, xung quanh tôi đây là người tôi thương tôi yêu. Bên trái tôi đây là người yêu tôi thương tôi, bên phải tôi đây là người yêu tôi thương tôi, trước mặt tôi đây là người yêu tôi thương tôi, xung quanh đây tôi đây là người yêu tôi thương tôi. Người tôi thương tôi yêu đang ngồi bên trái của tôi. Người thương tôi yêu tôi đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi trước mặt tôi nè. Người tôi thương tôi yêu đang ngồi xung quanh tôi đây. Đó giống như một cái bài kinh, mặc dù nó là một bài hát, nhưng nó có đủ năng lực nhắc nhở mình. Đừng có quên người trước mặt mình. Đừng có quên người trước mặt mình. Mà mình có linh động mình sống rồi, bất cứ cái gì nó cũng trở thành ra cái pháp hết. Người có được cái thiền quán, có được cái tư duy sống nhẹ nhàng rồi thì họ sống rất linh động và không hề có phiền não gì hết. Và họ sẽ rất nhẹ nhàng trong những bữa ăn, trong những cách sống và thậm chí đối diện với mọi người. Cho nên hồi cái bữa đầu tiên mà nói cái cách tu tập của chúng ta là làm sao chúng ta ứng hợp được với con người và hoàn cảnh, chứ không phải chúng ta nghĩ cách chúng ta chống đối. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bắt lên một cái bài kinh
Thì cái bài đó thường là mình tụng bằng cái khánh. Thí dụ cái bài tán Phật á, tụng bằng cái khánh. Nhưng mà bây giờ cái khánh nó đi đâu không biết. Thì bây giờ chúng ta, cái người giữ chuông liền cầm cái dùi lên và trở cái dùi này lại và giả như cái tiếng khánh. Để làm chi? Cái mục đích cái khánh cũng chỉ để giữ nhịp cho đại chúng người ta tụng. Thì bây giờ không có cánh thì mình dùng cái này mình giữ nhịp. Thậm chí không có nữa, lấy cái mỏ mình giữ nhịp. Nhưng mình không có đánh ầm ầm như là lúc tụng kinh, mà mình nhịp thôi, để cho người ta có cái nhịp, người ta đi theo người ta tụng. Đó là sự linh động, đó là sự ứng hợp. Tu tập là mình làm sao mình khế, mình ứng hợp được mỗi công việc trong cuộc sống. Giống như bây giờ mình nấu cơm, mà bây giờ hết, mới có 20 người hết cơm mà còn 10 người, thì chúng ta phải ứng hợp tìm những món ăn khác, như là mì, bún, bánh mì, bất cứ cái gì, miễn có ra cho người ta có bữa ăn. Chứ không cần đứng hết cơm rồi, hết cơm rồi, làm 10 người kia quê quá, thôi tôi no rồi tôi đi về. Đâu phải cuộc sống, đâu phải là mình tuyên bố nó, tại tôi thật thà. Mình ứng hợp được cuộc sống. Người ta đến, cái quan trọng là mình biết linh động, ứng hợp để làm sao mọi người vẫn có miếng gì ăn. Như hồi trưa này nè, Pháp Hòa ngồi trên ăn mà Pháp Hòa nhìn xuống. Khi mà người ta lấy cơm hết rồi, bây giờ hai cái bàn lấy thức ăn đã xong, cho nên các chú rất là linh động, dẹp hai cái bàn đó, mua cái bàn thẳng lên để cho ta ngồi vào khoảng giữa. Đó là linh động đó. Thật ra là Pháp Hòa ngồi và có nghĩ tới cái chuyện đó, nhưng mà tại vì không phải my job. Mình cầm cái mic mình nói ê đưa bàn dưa thẳng, nói, ê nhiều chuyện nha. Nhưng mà trong đầu Pháp Hòa đang nghĩ cái chuyện đó. Nhưng mà không ngờ là các chú đã giải quyết được cái chuyện đó. Nhưng mà thường là như vậy, mình lấy những cái bàn ăn, nhưng khi mình thấy người ta lấy thức ăn xong mà ta còn đứng đó, liền clear off một cái dãy bàn. Bây giờ mọi người đã vào vị trí ổn định rồi, chỗ nào trống bắt bàn vô đó. Và thậm chí trong chánh điện của mình cũng vậy, không cần phải ồn náo, nhưng mà mình vẫn nhẹ nhàng giải quyết được mọi vấn đề, không có gì phải khó khăn. Thì cái tu tập của chúng ta là làm sao chúng ta có thể ứng hợp được mọi việc như vậy, chứ không phải là chúng ta phải bài bản 1, 2. Nguyên tắc là vậy, nhưng có những lúc chúng ta bất chợt. Vậy thì trong cuộc sống có những người đến hợp tác với mình, làm việc với mình rất là ngăn nắp, rất là logic, rất là... Nhưng thỉnh thoảng có những người bất chợt họ đến, thì cái chỗ mà chúng ta nhanh nhẹn giải quyết được mà không hề một chút khó khăn, đó là cái tư duy, cái tu tập, cái tuệ giác của mình. Phật dạy tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, và Phật Pháp không có phân biệt cao thấp, và chỉ có một thừa, đó là Phật thừa. Mà tại sao con nghe một số vị thường giảng quá phân biệt gắt gao giữa đại thừa và tiểu thừa, và thường cho của mình là đúng, vậy khi ấy có phải đã bị cái ngã chen vào không? Và thừa nào là đúng? Con xin tri ân thừa. Xin anh thầy. Đổ thừa là đúng nhất. Thưa đại chúng, là thật ra thì cái câu hỏi cũng đã nói lên một phần. Thật ra Đức Phật không hề có cái ý phân biệt gì hết, mà Đức Phật chỉ tùy căn cơ mà đưa ra những cái phương pháp tu tập. Rồi cái phương pháp nào nó đơn giản để cho những người ở một cái căn cơ thấp. Chữ thấp đây có nghĩa là họ ngu dốt gì, nhưng mà người ta chưa hiểu thấu cao như vậy, thì mình chỉ nói những cái gì cơ bản cho người ta nghe thôi. Cho nên nếu mà mình đi giải thích mà mình cho cái của mình là đúng, cái người khác là sai, như vậy là chính khi chúng ta giải thích, chúng ta cũng đã làm trật đi cái
cái ý của Phật. Ví dụ như tất cả pháp tu nó chỉ là một phương thuốc, nhưng mà mình phải biết người tuổi nào, bao nhiêu tuổi, bệnh nặng nhẹ ra sao để chúng ta đưa thuốc cho nó đúng. Ví dụ như mình uống nhất thuốc nhức đầu Tylenol, uống ngay trong lúc đó cao nhất là bao nhiêu viên? Chỉ 2 viên là cùng. Một viên 500 mg, 2 viên là 1000 là cùng. Nhưng mà nếu như mình đưa cho người ta 7-8 viên, chỉ nhức dữ lắm phải không? Rồi mình đưa cho người ta 7-8 viên thì người ta không phải, chẳng những không nhức lắm mà rồi sau đó người ta nằm luôn. Thầy thẩm mình phải biết, mặc dù nó là thuốc, nhưng mình phải biết được cái điều độ để mình đưa. Vì vậy cho nên á, tất cả các pháp môn tu tập, thừa này thừa kia, chữ thừa là gì? Là chiếc xe thôi. Chiếc xe của người kia đủ 4 chỗ thì chở 4 người, mà nhét lắm thì 5. Xe van là maximum chở 7 người, nhét lắm là người nữa là 8. Vậy thì mỗi chiếc xe nó cái capacity, cái khả năng nó chỉ chở được nhiêu thôi. Thì làm sao nó chiếc xe van cũng không thể chê chiếc xe 4 cửa được. Chiếc xe 4 cửa cũng không có tự ti nói tôi nhỏ bé thấp kém, dạ không. Mỗi chiếc xe nó có công dụng của nó và khả năng của nó. Vậy thì ở đây Đức Phật không có hề chia gì cả, nhưng mà Đức Phật nói để cho chúng ta biết rằng có những giai đoạn tu tập, chứ đâu phải để cho mình phân biệt. Như nãy trong này cũng có một câu hỏi giữa tịnh độ tông này tông kia, không có tông gì hết á. Không có tông gì hết, Phật giáo không có tông gì hết trơn á. Nhưng mà tại vì á, chư tổ muốn xếp vào mỗi một cái cho nó gọn gãy để dễ giúp cho người nghiên cứu tu học, cho nên các ngài mới chia ra thành 10 tông. 10 tông này là các tổ Trung Hoa chia, chứ Phật không có chia. Thời Phật, Phật không có nói bữa nay tôi sẽ giảng về tịnh độ tông cho quý vị nghe. Rồi cái mai cái Phật nói ngày mà bữa nay tôi sẽ giảng về mật tông cho quý vị nghe. Phật không có nói cái đó. Nhưng mà sau này chư tổ thấy bây giờ mình chia như vậy để làm chi? Để ai thích cái gì cái người ta đi vào một cái set đó, người ta research cho nó nhanh, cho nó gọn. Ở đây quý vị đi shopping, quý vị thấy người ta chia khu vực vậy phải không? Chỗ nào là bán kitchen supply, chỗ nào bán dụng cụ đánh kem đánh răng bằng chải tại khu vực riêng, chỗ nào bán shampoo một khu vực riêng, để mình muốn mua cái gì mình tới đúng cái khu vực đó mình mua. Và các loại nó có trưng bày sẵn hết. Chứ một cái tiệm mà để loạn lên hết thì chắc chắn người ta không có thích đi mấy cái tiệm đó, tại rất khó đi chợ. Thì chư tổ cũng vậy đó. Chư tổ chia tông là để mục đích là giúp cho mình ai hợp với cái môn nào thì nghiên cứu đúng vào cái đó. Và đây là những kinh sách về thuộc về cái tông đó, cho mình dễ nghiên cứu, học hỏi, tu tập thôi. Chứ các ngài đâu có cái ý mà làm giống như là Nga Mi không chơi với Võ Đan, Võ Đan không chơi với Thiếu Lâm vậy, đâu phải vậy. Phật giáo không có cái đó. Nhưng mà mình tu chập rồi, mình theo cái cách đó hồi cái tự nhiên mình bị cái tông phái nó chia cách mình, mà không có đúng, không có đúng tinh thần của Phật giáo. Thời Phật là chỉ có một tông là Phật thôi, Phật và Tăng Đoàn, chứ không có chia gì hết. Nhưng mà Đức Phật tùy căn cơ nói pháp. Quý vị thấy bây giờ trong kinh đó, mở Đại Tạng ra, những bài kinh nào dài người ta đưa vô thành một set gọi là trường bộ kinh. Đó là những bài kinh dài thì đặt vô một set gọi là trường bộ kinh, tiếng Pali. Rồi ở bên Hán Tạng ta gọi là trường A Hàm, số kinh, những bài kinh tương đương. Rồi các vị nào muốn nghiên cứu đối chiếu, lấy tiếng Pali, kinh tiếng Pali và kinh tiếng Hán ra đối chiếu, và những có những cái kinh nó tương đồng. Và lý do nào gọi là trường? Vì đây là những bài kinh rất dài, đưa vô xét gọi là trường bộ kinh.
Rồi ta đọc kinh, ta thấy ồ những cái bài kinh nào mà cái số thời lượng nó không có quá dài nhưng mà nó cũng không quá ngắn, ta đưa vô một set nữa gọi là trung bộ kinh. Thì bên này gọi là trung A Hàm. Rồi có những cái kinh nó tương đương với nhau thì gọi là tương ưng bộ. Rồi bây giờ có những cái bài kinh Phật nói về những con số. Thí dụ một hôm Phật nói này các thầy, trên đời này có ba điều mà các thầy cần phải chuyên tâm tu tập, phải gieo trồng, phải nuôi dưỡng. Ba pháp đó là giới, là định, là tuệ. Số 3. Này các thầy, trên đời này có bốn phương pháp để nhiếp hóa mọi người thật là linh động gần gũi. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Số mấy? Số 4. Này các thầy, có năm thứ sẽ lôi khiến con người khổ não, gọi là ngũ dục, là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Số mấy? Số 5. Như vậy tất cả những con số, giáo lý mà thuộc về con số, nó vô một bộ kinh gọi là gì? Tăng chi bộ. Tăng chi tức là nhất lên một nấc, nhất lên một nấc. Đó là tiếng Pali, tiếng Pali. Còn bên Hán Tạng thì gọi là gì? Tăng nhất A Hàm. Như vậy thì các ngài chia ra từng cái xếp như vậy để mình thích nghiên cứu cái gì, nó giúp cho mình rất là nhiều. Thưa đại chúng, nhiều lúc Pháp Hòa đi đi Phật sự, đâu có chương trình đi giảng đâu. Tới đó cái bất chợt Phật tử nói thầy, thôi sẵn bữa nay đông đủ quá mà duyên lành thầy đến, thôi thầy cho bài pháp ngắn. Ở đâu bất tử vậy? Lập tức Pháp Hòa chạy vô tăng chi bộ kinh, toàn là pháp số không, coi số nào ngắn chọn. Số 3, số 4, số 5, số 6, lên dài tới số 10, số mười mấy. Dễ không? Như vậy thì các ngài làm một cái công việc là đã chia sẵn hết rồi. Đọc những bài kinh dài có trường bộ, đọc những bài kinh trung bình có trung bộ, đọc những bài kinh nó có tương ưng những cái nghĩa lý với nhau gọi là tương ưng bộ. Đi tìm những cái bài kinh mà nó thuộc về pháp số, mà pháp số là dễ giảng và dễ nhớ, gọi là tăng chi bộ. 4 bộ. Bên chữ Hán thì cũng có 4 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Rồi bây giờ bên cái bộ Hán Tạng cũng vậy. Muốn biết tất cả những cái gì thuộc về Hoa Nghiêm, đi search cái bộ Hoa Nghiêm. Muốn biết cái gì về Bát Nhã, kiếm bộ Bát Nhã. Tất cả những kinh điển nào mà nó liên quan tới trí tuệ Bát Nhã nằm vô một set. Cái bài kinh mà quý vị tường tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, nó là một bài kinh ngắn nhỏ nhất trong suốt một cái hệ thống Bát Nhã gồm 600 quyển. Bát Nhã, nguyên một cái hệ thống Bát Nhã là 600 quyển. Kinh Kim Cang cũng thuộc về Bát Nhã. Văn Thù Sư Lợi Sở Vấn cũng thuộc về kinh Bát Nhã. Tại vì những cái bài kinh đó nói về trí tuệ siêu việt, cho nên tất cả những bài kinh đó đưa vào một hệ thống gọi là bộ Bát Nhã. Ai thích nghiên cứu kinh Pháp Hoa, đi vô tìm cái bộ Pháp Hoa, thì tất cả những bài giảng dạy chú thích gì của các tổ đó đưa vào một bộ. Người ta làm như vậy để thành hệ thống, để mà mình nghiên cứu, chứ đâu phải để mình nắm cái bộ đó rồi mình đi tranh cãi. Đâu phải vậy. Cho nên cái này không phải là lỗi của người xưa, mà lỗi của người này. Chúng ta uống được một miếng thuốc rồi, chúng ta hết bệnh thì chúng ta cho thuốc đó là gì? Thuốc tiên. Thuốc tiên. Và đi đâu ai đau gì cũng đưa hết. Đau bụng cũng đưa, đau đầu cũng đưa, đau chân cũng đưa, đau răng cũng đưa. Mình nghĩ rằng hồi xưa tôi đau bụng tôi uống cái này hết, cho nên bây giờ tôi bảo đảm với anh đau gì cũng hết. Thì đâu có đúng, phải không? Mình phải đưa đúng bệnh. Cho nên
Cái chuyện đó là cái chuyện mà do chúng ta không có rành thôi. Thì Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng vậy nè, hôm nào mình thường nhật của mình mỗi ngày là tụng kinh, nhưng bữa đó buồn ngủ quá, bây giờ ngồi tụng nó sẽ ngủ gật, nhưng mình không muốn bỏ thời khóa, quý vị lại Phật đi, lấy hồng danh bảo sám, không có thời gian lại 35 vị cuối cùng ở trong hồng danh bảo sám á. Hồng danh bảo sám lại Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, lại cho tới Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật là 89 vị. Nhưng bây giờ mình bận quá, mình lại 35 vị cuối thôi. Lại từ Thích Ca Mâu Ni Phật lại cho tới Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Đứng lên, chí tâm sám hối, Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, lại xuống. Mình đứng lên đứng xuống vậy nè, không có ngủ, tỉnh. Lại xong rồi, con xưa lỡ tạo bao nghiệp xấu, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát 3 lần, rồi nguyện đem công đức này rồi đi ngủ. Không bỏ thời khóa, nhưng mình vẫn giữ thời khóa mà nó hợp với cái buổi hôm nay. Cơ thể mình buồn ngủ, nếu mình ngồi mình đọc kinh, mình trì chú, mình sẽ ngủ. Nhưng mình chiều cái ngủ này thì có thể mình sẽ mất thời khóa. Phải qua ví dụ vậy. Cho nên mình vẫn giữ thời khóa mà qua một hình thức lễ Phật. Như vậy ở đây á, mình làm một cái chương trình tu tập là để giữ cái lửa tinh tấn, chứ không phải để mình khoe với ai hết. Không phải là mình lấy điểm với Phật, mà tu là cho mình. Nếu mình giữ được sự tinh tấn đó thì mình sẽ có nhiều cái năng lực. Năng lực gì? Năng lực của vượt khó, năng lực của cái sự dẻo dai trong cuộc sống này. Rồi hôm nào á, tâm mình bất an, tụng kinh loạn, trì chú, ngồi thiền tê chân mệt quá, đi thiền hành, niệm Phật 15 phút tê chân, rồi đứng dậy đi vòng vòng niệm 15 phút, vẫn 30 phút, nhưng mà nửa 15 phút đi, 15 phút ngồi. Ai cấm mình? Cái quan trọng là mình biết tu chứ. Cái đó gọi là tu tuệ. Tu mà phải có trí tuệ. Trời ơi, mình ngồi mình niệm Phật, tao nói nó ngủ gật á. Rồi mấy đứa nhỏ nó ra, nó thấy, nó nói trời ơi, sao má con tu gì mà khổ quá. Rồi cái mình tu xong, cái mình nói con tu đi con, nó thôi thôi. Tu như má là con không ham rồi đó. Rồi cái nó nói má đi ngủ đi, má làm gì làm chi, đừng có nói bậy tội con. Rồi đã tu mà khổ đau rồi, rồi còn hù con cái nữa, thở dám nói gì luôn. Cái rồi cái mình biến đạo Phật thành một cái khung, mình biến đạo Phật thành một cái khung mà vốn không cần có. Đạo Phật đâu một cái khung hù dọa, đạo Phật đâu phải là một cái khung cứng nhắc. Anh tu sao mà trong ngày đó anh vẫn giữ thời khóa của anh, mà anh giữ được sự tinh tấn, anh giữ được thời khóa của anh mà anh không hề rời tu. Đó là tu tuệ đó. Vì mình có văn tư tu. Người muốn có trí tuệ phải có ba điều kiện đó. Phải có nghe tuệ, suy nghĩ bằng tuệ và tu bằng tuệ. Bây giờ mình lên đây nè, đau chân quá, nói hòa thượng ơi, hòa thượng đóng cho tụi con dài cái băng dọc theo tường đi, để tụi con thấy hòa thượng có ghế, tụi con còn ráng cuối tuần lết đi chùa. Hòa thượng bắt ngồi dưới đất kiểu này chắc tụi con ở nhà nằm tu. Hòa thượng bắt cho dài cái ghế, đóng cho dài cái băng ghế thì nói sao? Nói lên trên kia ngồi. Dạ dạ không được đâu, trời tội chết. Mấy thầy mấy cô ngồi đất mà tụi con lên ghế ngồi tội chết. Đừng có lo, trước sau cũng chết. Mà ngồi như thế này là chết sớm. Lên trên ghế đi. Hỏi sao vậy? Hôm nay được tấn phong làm thượng tọa. Mình lên ghế mình ngồi vì sức khỏe của mình không có, chứ đâu phải mình ham.
Còn nếu như mình khỏe, mình lên ghế mình ngồi, mình thấy một bác kia tới, mình đứng dậy mình nhường ghế. Tôi đang ngồi vì không ai ngồi, nhưng tôi biết tôi có tư duy, tôi có tuệ, tôi có mắt, tôi thấy, tôi có trái tim, tôi cảm bác đó lớn tuổi cần chỗ ngồi. Cho nên quý vị thấy lên xe bus mình cứ ngồi, nhưng thấy một người khác yếu đuối hơn mình, cần chỗ ngồi hơn mình, đứng dậy nhường một cách nhẹ nhàng, đó là tu. Phật giáo không có đóng khung, Phật giáo không phải là một công thức mà một với một, mà là chúng ta biết uyển chuyển. Cái đó gọi là gì? Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà tâm mình không hề thay đổi, vì mình biết mình đang làm gì. Cho con hỏi pháp danh và pháp tự khác nhau như thế nào? Thường thường á, Phật tử mình đi chùa quy y có được một pháp danh. Pháp danh là cái tên, cái pháp danh là ngày đầu tiên mình quy y thầy mình đặt cho mình. Có khi pháp danh đó được đặt theo một cái hệ thống truyền thừa từ một cái dòng thiền, đúng nghĩa hồi xưa là vậy. Nhưng thời gian gần đây các vị không có theo cái đó nữa, là tại vì thứ nhất hết chữ. Thí dụ như bây giờ mình theo cái hệ thống chữ Nguyên đi, giờ chữ Nguyên nhiều quá, thì các vị mới nghĩ là mình cũng có một cách khác, là mình lấy cái tên chùa, mình lấy một cái ý nghĩa nào trong Phật Pháp để mình đưa lên, cho nên đặt cái pháp danh. Được hết, không sao hết, miễn sao cái tên đó có ý nghĩa nhắc nhở mình tu tập. Cho nên pháp danh mà quý vị có đó đều mang một cái ý nghĩa nhắc nhở mình tu. Còn các pháp tự là thêm, thêm để mà gọi thường ngày. Mà đa phần quý thầy thì có pháp danh với pháp tự đầy đủ. Thí dụ như thầy Chân Tạng, Chân Tạng là pháp tự. Pháp danh chính thức của thầy là Trung Chánh, vì đi theo một cái bài kệ Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên. Chữ lệ là tới chữ trung, thì Pháp Hòa là chữ lệ. Dòng kệ Pháp Hòa tới phiên đời Pháp Hòa là chữ lệ, cho nên xuống đời thầy Trung Chánh, Chân Tạng là Trung Chánh. Nhưng khi thầy thọ tỳ kheo rồi, mình cho thêm cái pháp tự để gọi hàng ngày, cho nên gọi là Chân Tạng. Thì cái pháp tự này có cần theo hệ thống không? Cũng không cần, tùy mình. Mình muốn cho chữ nào cũng được, có khi ta lấy tên chùa người ta cho. Thí dụ như ở đây thì Tổ Đình Thiện Tường đi, có thể là sư ông ở đây sẽ lấy Nam Thiện Nữ Tường để mà cho pháp danh hay cho pháp tự gì đó. Thì pháp danh là tên, nói đúng hơn là giống như cái tên cúng cơm của mình vậy đó. Cái tên cúng cơm, tên gọi, tên cha mẹ đặt vậy đó. Còn pháp tự là cái biệt danh mình gọi sau này. Thì mỗi thầy thường thường đều có hai tên, pháp danh với pháp tự hết. Ví dụ như Pháp Hòa là pháp tự, pháp danh là Lệ Quang. Pháp danh mà tên cúng cơm á, thì nào già đi theo ông bà rồi quý vị sẽ nghe. Nhưng mà thường khi mà người ta xưng cái tên, cái pháp danh, cái tên gốc của vị đó, người ta sẽ nói một cách trang trọng hơn. Ví dụ như nói vị thầy, vị thượng tọa đó hay hòa thượng đó, quý thượng gì hạ gì, tại viết theo chữ Nho, chữ Tàu xưa là viết xuống vậy nè, cho nên trên chữ gì dưới chữ gì, đó là một cách trang trọng để khi mình nói tên người ta, nhất là các vị tôn đức mình kính trọng. Còn nó là Húy thì cái chữ Húy đó mình không có nói, thường là khi nào mất mới biết cái vị đó Húy là cái gì. Còn thường ngày mình gọi là pháp tự. Pháp Hòa là pháp tự, Chân Tạng là pháp tự. Ví dụ như hòa thượng ở đây, hiệu mà chúng ta thường gọi ngài đó có thể chỉ là pháp tự thôi, còn ngài có một cái pháp danh nguyên thủy trong cái truyền thừa của ngài, ví dụ vậy đó. Và mỗi người đều, phần lớn các vị xuất gia đều có hai tên, rồi thỉnh thoảng quý vị xuất gia có thêm một tên nữa gọi là pháp hiệu. Pháp hiệu thì có khi mình tự đặt, có khi thầy mình đặt cho mình, nhưng mà căn bản nhất là hai tên.
Nếu tay không thể viết chữ, dùng computer đánh máy kinh được không ạ? Dạ được. Mình không viết chữ thì mình đánh máy cũng được. Tại vì cái quan trọng là mình đọc cái lời kinh rồi mình mới viết trở lại. Còn cái cách viết của mình là viết bằng tay, viết bằng đánh máy là tùy mình. Nhưng cái quan trọng là đọc cái lời kinh để mình thấm nhập cái lời kinh. Một năm con cố gắng, con qua đây được một năm, con cố gắng học tiếng Anh để hòa nhập, nhưng mà mỗi lần con học là buồn ngủ. Vậy thầy giải nghĩa giùm con. Ngủ không đủ thì buồn ngủ thôi chứ gì vậy. Không lẽ cho nó giờ lấy tâm chổi mắt lên học bài. Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, thầy có ánh hào quang gì mà khi nào con cũng thích nhìn thầy tụng kinh thuyết pháp, ngoài đẹp trai ra? Một. Thầy ơi, thầy có biết là thầy rất rất là nổi tiếng lắm không? Cả thế giới nói về thầy. Thay mặt cho mọi người sống ở Illinois, Chicago, kính chúc thầy an lành và rất nhí nhảnh. Dễ thương không? À, kính thưa thầy, nhờ thầy giải thích cho con biết, thắp nhang cúng Phật, cúng ông bà, cửu huyền, thất tổ mà con chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không cầu nguyện như vậy có đúng hay sai? Hiểu ý không? Tức là cái vị này dù thắp nhang cho Phật hay thắp nhang cho ông bà, cô cũng không khấn gì hết mà cô chỉ niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, có đúng hay sai? Hoàn toàn em không có biết. Muốn biết hỏi Phật hoặc là hỏi ông bà, con niệm với ông bà nghe đặng không? Thưa đại chúng á, thật ra khi mình thắp hương mình không nhất thiết phải nguyện gì đâu. Tại vì khi mình cúng hương á, bằng tất cả tâm thanh tịnh của mình và để giúp cho mình có một cái điểm mình hướng về, thì mình chỉ cần nói con xin dâng hương cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo cũng được nữa, rồi mình cắm hương lên, rồi mình đến bàn thờ ông bà nói con xin dâng hương cúng cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, thí dụ vậy. Còn nếu như cô này cũng càng tốt chứ không sao, tại vì mình niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật đó để cho ông bà cũng được hưởng cái câu niệm Phật đó. Và câu niệm Phật này cái năng lực nó cũng không có ít, vì A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chưa nói là Đức Phật A Di Đà có đủ 12 cái ánh sáng mà trong mỗi lần tụng Di Đà xong mình lại đó, Nam Mô vô lượng gì rơi cực quạt giới Di Đà hải hội vô lượng quang Như Lai, Nam Mô an dưỡng quốc cực lạc giới Di Đà hải hội vô biên quang Như Lai, vô lượng quang, vô biên quang, nan tư quang, vân vân. Đọc trong 12 câu đó là 12 cái ánh sáng của Đức Phật Di Đà đó, thập nhị quang của Phật Di Đà đó. Cho nên mình niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật là đủ hết. Vì vậy cho nên mình gặp nhau đó, mỗi lần mình gặp nhau mình cũng nói sao: A Di Đà Phật, tôi xin chúc anh lúc nào cũng có ánh sáng của Phật gọi là vô lượng quang, lúc nào cũng đầy đủ công đức của Phật gọi là vô lượng công đức, lúc nào cũng có được tuổi thọ như Đức Phật gọi là vô lượng thọ. Như vậy người ta chúc mình là sống lâu nè, rồi có phước nè, rồi gì nữa, có trí tuệ nữa. Nhưng mà giờ không lẽ người ta gặp mình, người ta nói ô, tôi xin chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì ta niệm A Di Đà Phật. Hiểu ý không? Như vậy thì khi mình không khấn gì hết, mình niệm Nam Mô Di Phật ở bàn Phật cũng được, mình niệm Nam Mô Di Phật bàn cửu huyền thất tổ mỗi chỗ ba câu cũng được.
Còn nếu không quý vị nói như phải và nói vậy đó: con xin dâng hương cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Rồi mình đi ra bàn tổ, con xin cúng dường, con xin dâng hương cúng dường lịch đại tổ sư, con xin dâng hương cúng dường chư vị hương linh ký tự bên ở đây. Nếu mình muốn đối tượng của mình là gì thì mình khấn vậy thôi, đâu cần nguyện gì đâu. Giống như mình phục nguyện hương phải không? Sau khi cái bài xin mọi loài đừng có từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức, chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Rồi bây giờ khi mà dâng hương như vậy là lúc quý vị đảnh lễ, quý ba lại quý vị nói gì? Để giúp cho mình có một chỗ hướng, mình cũng có thể: con xin đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Hoặc là gọn hơn là gì? Nam mô Phật lại xuống, Nam mô Pháp lại xuống, Nam mô Tăng lại xuống. Vì ba lạy đó là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Tại sao mình lại ba lạy cho Phật? Lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Và đạo Phật có ba ngôi quý báu, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Người Phật tử khi quy y cũng quy y Tam bảo, lạy Phật ba lạy cũng lạy Tam bảo. Cho nên khi mình lạy Phật không biết nghĩ gì, không biết nói gì, bây giờ quý vị đọc vậy đó: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Ở bên bên Trung Quốc á, bên truyền thống người Hoa nói chung á, mỗi bữa ăn á người ta đọc gọn thôi: cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường Pháp giới chúng sanh. Ta nói gọn ba bốn câu đó thôi. Cho nên tốt hết, mình đến bàn thờ ông bà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được, hoặc là mình nói như nãy Pháp Hòa hướng dẫn vậy đó: thầy hát cải lương tặng chúng con đi thầy. Dạ con xin chào thầy Thích Pháp Hòa, ngày hôm nay của thầy như thế nào? Con xem rất nhiều bài giảng của thầy trên YouTube. Hôm nay hữu duyên được gặp thầy ở đây, thầy có thể cho con biết thêm về nhân duyên giữa mẹ và con gái được không? Dạ xin thưa thầy, câu chuyện của con là bé nhà con sinh non, được chăm sóc rất đặc biệt trong bệnh viện, sau 2 tuần thì bé mất. Trong thai thì rất là khỏe mạnh. Con rất thương và nhớ bé. Con cảm thấy rất tội lỗi vì mình không thể cho bé được một cuộc sống như bao người. Con có tham khảo một vài thông tin là phải trải qua nhiều kiếp và nhân duyên mới làm cha mẹ và con gái, con cái. Con nguyện nếu hữu duyên vẫn chào đón bé quay trở lại. Xin thầy cho con lời khuyên như thế nào để cho tốt cho bé. Con xin cảm ơn thầy. Tất cả mọi cái sự gặp nhau trong cuộc đời này, dù ngắn hay dài, dù vui hay buồn, dù thương hay ghét, nó không ngoài cái nhân duyên. Nhưng mà đều là duyên gì? Duyên nghịch, duyên thuận, phải không? Duyên này là duyên ngắn hay dài, nhưng đã là có duyên với mình để làm con mình rồi thì chẳng qua là nó ngắn thôi. Bây giờ nếu mình muốn thì giống như chị nói vậy đó, chị phát nguyện: nếu bé hữu duyên với con xin được tiếp nhận trở lại. Thì nếu mà mình rồi đồng thời á, mình muốn được như vậy cũng phải tạo cái phước. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta không có gì ngoài cái phước. Phước giống như sức khỏe vậy đó, có phước ăn gì cũng tiêu hóa dễ dàng. Giống như người có khỏe rồi ăn gì cũng được hết, người không khỏe rồi phải kiêng này cử kia, ăn này cũng được, ăn kia cũng được, thì vậy không có sức khỏe. Người có phước á, chuyện lành chuyện dữ cũng quá lành, chuyện nhỏ quá không mà chuyện to quá nhỏ, vì có phước. Cho nên trong cuộc sống mình á, mình ráng tạo cái phước. Thí dụ mình á, mình muốn phước có con, bây giờ mình biết rằng mình chưa đủ duyên,
thì mình có thể giúp đỡ được những em mồ côi, giúp đỡ cho những đứa nhỏ, nó cơ nhở để mình tạo cái phước này. Đó, vì mình muốn được cái nào thì phải tạo cái phước đó. Người muốn được cái sự học hành thường bố thí, sự hiểu biết. Cái gì mình biết, ai hỏi không có giấu, chỉ tận tình cho người ta để mình tạo cái phước hiểu biết. Mình giấu thì sao, mình cũng tạo cái nhân, mai mốt người ta cũng chỉ mình mà tông chỉ không hết đó. Rồi bây giờ mình muốn được cái quần thực phẩm thì mình giúp đỡ cho người. Đây là mình nói trên vấn đề phước báo, chứ thật sự khi mình làm việc á, ai cần cái gì mình giúp mà không hề nghĩ, phước nó vẫn tụ dù mình không khởi tâm. Vì mình không khởi tâm cầu cái gì mà phước nó vẫn có, tại vì nhân quả mà, phải không? Mình không muốn cái điệp nó dẫn tới đó. Cho nên á, đây là Pháp Hòa phân tích giải thích để chúng ta biết rằng mình muốn phước nào thì mình tạo cái phước đó. Nói vậy thôi, chứ còn thật sự quý vị cứ làm phước, vì khi mình làm phước thì tự phước nó sẽ chiêu cảm đến mình, đừng có lo cái chuyện đó. Cho nên á, mình muốn tạo cái duyên với con cái thì mình gửi cái duyên, cả con xin phát nguyện nếu đủ duyên bé muốn trở lại, con xin tiếp nhận và con xin tạo thêm nhiều phước lành nữa để tăng cái duyên dài hạn với con cái của con. Thì trong khi mình có thai thường tụng kinh niệm Phật, bố thí làm lành, vì cái tâm, cái thiện lành của mình từ tâm tư cho đến hành động của mình nó sẽ tạo được cái phước duyên cho mình. Đại ý là như vậy. Trong này có một câu tiếng Anh. If kids want to stay to learn about Buddhism, when can we take picture with the Buddha? Who is Buddha? Actually, we do have classes for youth, depends on the age. But we also depends on the facility, how they can organize. I think the temple here have the plan to organize the youth retreat in the future. So maybe you can remind your parents, keep an eye on the activities here, pay attention to activities here. Maybe this coming summer, there will be a summer retreat. The most venerable here, very concerned, very care about for the youth. And I really respect and admire his, you know, his intent. He always want to bring the teachings to everyone, especially for the youth, the same as me. So that's why we have so many retreats for youth in my practice center. And we hope that in the future we have more young monks to come. And you know what? If you want to give us a hand in this kind of job, you can ordain as a monk and a nun. So the senior monks can train you, and we can have a larger group, a larger team, in order to help us to bring the teachings of the Buddha to everyone. And again, we do not have the intent to spread out what we call religion. We only have the intent to bring the teachings of the Buddha to touch everyone's life, so they can live their life more meaningful, more practical, and more positive. The intent of the purpose of our human's life is not just about pay attention about religion, but how you live and how you bring the beauty to many others. This is the intent of all the Buddhist practitioners. I believe that it is time for us to done our session today. And thank you so much for your patience and attention. Kính thưa đại chúng, bây giờ cũng hết giờ rồi. Pháp Hòa xin được tạm dừng ở đây. Và trước khi chúng ta chấm dứt, đại chúng hãy cùng chắp tay. Và chúng ta hãy thành tâm hướng về Tam Bảo. Trước hết là nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng Tổ Định Thiện Tường mới vừa thành lập trong mấy tháng, sẽ được
duy trì phát triển tốt đẹp như tâm nguyện của Hòa Thượng Viện Chủ. Đồng thời cũng cầu nguyện cho Hòa Thượng có nhiều sức khỏe để cửu trụ ta bà, để tiếp tục làm con thuyền dẫn dắt chúng ta, làm ánh đèn cho chúng ta nương theo. Đồng thời cũng hướng về Hòa Thượng với tất cả lòng biết ơn của mình. Hòa Thượng đã nhọc tâm cùng với quý Phật tử xa gần địa phương tổ chức 2 ngày tu học cho mình được trọn vẹn. Giờ phút này đạo tràng đã viên mãn, chúng con xin thành tâm niệm ơn Hòa Thượng đã vì chúng con mà lao tâm nhọc sức tổ chức 2 ngày tu học này, và mong rằng quý vị cũng hiểu được cái tấm lòng của Hòa Thượng đối với đạo pháp mà quý vị thường xuyên về đây để cùng tu tập học hỏi từ nơi Hòa Thượng. Đây là cái duyên lành phước báo của những quý vị mà ở đây. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành nhiều tình thương cho Pháp Hòa trong những thời gian qua. Quý vị đã không quản ngại 2 ngày cuối tuần, dù xa mà quý vị vẫn còn nán lại đây hay đi làm về cũng tiếp tục ở đây để duy trì cái buổi sinh hoạt 2 ngày tu học cho đến giây phút này. Xin niệm ơn tất cả. Và nhân năm mới Tây lịch 2024 sắp sửa tới lịch Tết dân tộc, Pháp Hòa xin được kính chúc toàn thể quý vị cùng gia đình có nhiều sức khỏe bình an, gia đình được an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.